Chú Tiểu, Tiểu còn hai bộ. Rồi, chú đỡ rồi. Hai ba. Trong đầu là của ai đây? Hai ba. Lấy dao rồi. Hai ba. Cảm ơn cô hai trước đi. Cảm ơn cô hai dường hai. Cảm ơn để chị hai nghe tôi hai thôi. Sáng đi kiếm đồ chơi cái đầu chày ở chung vô. Ủa có mời đó không vô xem à? Đi đâu rồi? Đi đây nè. Coi nè đi ơi. Ra. Xem rồi nè. Xem rồi nè, chị đi coi nó kìa. Đi nè, bữa nay tới tới nghe với bé Bi đó. Vui thùng người của Mỹ nè. Trời ơi, chấm càm nữa. Vô cười phát. Bi không có lại đây à? Quay giống lại đó con. Sáng là bị te tu rồi. Rồi nó ngu quá, nhiều cái nó ngu quá mà. Hình như nó gạt thùng nó kiểm tra hôm nay. Đúng rồi, hình như là qua tới đây chính nào thì nó là một tăng một dạng quá. Thùng gì? Thùng hàng cô hai gửi chứ thùng gì? Ai gửi?